Thời điểm đội quản lý thị trường số 24 và công an huyện Hoài Đức ập vào kiểm tra, chủ cơ sở sản xuất vẫn đang dùng đòn gánh để khuấy trộn mạch nha và các chất phụ gia. Trên nền nhà ẩm thấp, ngổn ngang các chai lọ đã được đóng thành phẩm, nhiều ruồi nhặng bao quanh. Nguyên liệu để sản xuất mật ong giả được đựng trong các thùng nhựa cáu bẩn, thậm chí được đóng trong các vỏ thùng sắt chứa hóa chất có cảnh báo nguy hại với sức khỏe con người. Đột xuất vào kiểm tra thì cơ sở đang dùng các thiết bị là các thùng và có đấu lắp một hệ thống ống dẫn và có van vặn bằng tay, dung dịch được pha vào và chiết ra các chai để dán nhãn là mật ong Hưng Yên. Chủ cơ sở khai nhận với mỗi thùng nha có trọng lượng 70 kg, sau khi được pha thêm nước và đường theo tỷ lệ nhất định sẽ cho ra lò khoảng 45 lít mật ong và bán ra thị trường với giá 99.000 đồng một lít. Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nguồn nước dùng để pha chế được lấy từ giếng khoan không đảm bảo vệ sinh an toàn. Để đánh lừa người tiêu dùng, chủ cơ sở đã in trên vỏ bao bì nơi sản xuất là huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, rồi bán các sản phẩm mật ong giả này trên nền tảng thương mại điện tử. Đây là một vụ việc liên quan đến lĩnh vực về an toàn thực phẩm, số lượng cũng tương đối lớn, với số lượng là 2.470 lít mật ong đã dán nhãn là thành phẩm, sản xuất ra sản phẩm mật ong. Nhưng thực tế là cơ sở không sử dụng mật ong để làm nguyên liệu sản xuất ra mật ong, và sử dụng mạch nha và pha chế với cốt mạch nha màu và nước. Tại hiện trường, hơn 2.400 lít mật ong hòa nhãn đã được đóng gói thành phẩm cùng nhiều nguyên liệu và các vỏ chai nhựa đã bị thu giữ. Cơ quan chức năng cũng đang hoàn tất hồ sơ để tịch thu và tiêu hủy số mật ong giả nói trên, đồng thời phối hợp với cơ quan liên ngành xem xét nếu đủ yếu tố sẽ khởi tố chủ cơ sở về hành vi sản xuất hàng giả.